Hello, em cần xin chào các bác. Các bác nào mà thấy là gọi em đến đổi xe nhưng mà trừ bao nhiêu trừ, tiền nong không thành vấn đề, thì đủ mới biết được là các bạn trẻ bây giờ bán hàng online kiếm tiền ác như thế nào, phải không? Đây, con này em mới về hôm qua, con hai cửa, các bác nhìn cái cửa nó bành ra to. Đấy, con hai cửa. Thế là em mới giao cho khách con Kia K3 2015 màu đen hôm trước, cách đây khoảng 4-5 hôm. Thì hôm nay con này về, bạn nói, anh ơi, mặc dù là rút hồ sơ trước rồi nhưng không quan trọng, anh trừ bao nhiêu trừ không quan trọng, anh cứ đánh cho em con màu xanh đây, đổi em con màu đen về. Ok, đổi ngay, có gì đâu. Đấy, miễn đổi là có lời các bạn ạ, mà không lời thì em sẽ không đổi, chắc chắn là như thế luôn. Đây, Kia K3 Cooper 2015, xin lỗi các bác, 2010. Đấy, 2010 mà nó chỉ có được hai cửa như này thôi. Như bạn bảo là bạn ấy mua con này về là cho vợ đi là chính, bạn không đi mấy. Nhưng phải nói rằng thanh niên đi con này tuyệt vời luôn, kể cả nam hoặc là nữ nhá. Nữ đi con này thì không có gì để bàn luôn. Đấy, các bạn nhìn xem, đẹp. Đây, nhìn cái cửa nó rộng to thế này. Đây. Rồi, ok. Bây giờ thì bọn em sẽ tiến hành khởi hành đi về Bắc Giang để đổi con này nhá. Và em sẽ quay chi tiết cho các bác trong quá trình mua bán trao đổi như thế nào các bác nhá. Em sẽ đi bằng con Fadin, đây chiến Fadin này. Fadin mua ở Sơn La, sông Mã Sơn La. Em mịch em sẽ đi con này bởi vì em ấy người to hơn, em ngồi chỗ này con này rộng hơn, em đi hơn Fadin. Rồi, em đi bằng em Fadin này các bạn. Em mịch em đi bằng con này. Đi ơi. Hả? Đi một đây. Đi con nào? À đi một con nhỉ? Hả? Đi một con đấy chứ làm sao mà đi hai con. Quên mẹ mất. Em một thằng đi thôi. Quên. Đi một con. Bởi vì là đổi mà. Ôi giời ơi. Thì cứ quen mui là đi mua. Buồn cười vãi cả trưởng. Cứ cuống cuồng lên, hóa ra là đi đổi, đi con kia xuống, đổi con kia về. Thế nên em cứ hình dung là cứ như đi giao xe là phải đi hai con. Khổ quá, chuẩn bị hết cả đồ cái thứ ở đây rồi. Các bác thông cảm nhé. 42 tuổi hơi già rồi. Yếu. Rồi, khởi hành về. À, khởi hành đi. Sao yếu? Mậu thì kêu đau lưng rồi. Chú bây giờ lại kêu yếu. Sáng đau lưng. Tối xem bóng đá. Ở nhà để dục anh em làm nốt. Mất nặng, phải 6 giờ mới về nhà mất rồi. Lại xuống cái vị trí hôm trước nhá, chỗ cái bạn bán hàng online các bạn ạ. Dọc đường từ đây xuống từ trên đấy qua gang thép xuống đây thì em quay nhiều rồi chả quay nữa. Có cái đoạn đi dọc đây cũng được. Có một đoạn đi đường đấy cũng được, đi thử. Đi đây là rẽ tít cái luôn. Đi thẳng luôn. Đi thẳng nó sẽ cắt vào cái đường đoạn thẳng thẳng nối từ ấy sang. Đấy. Thì đây là ngã tư của huyện Phú Bình. Các bác nhá. Hôm nọ em quay chỗ này rồi đây, quay nhiều chả ấy gì. Ôi đây FPT shop to. Đúng ngã tư. Sắp đến nơi rồi các bác ạ. Đấy, đi khoảng tầm 3-4 cây nữa là đến cái đường rẽ trái, xong đi vào một vài cây nữa là vào đến nơi. Vẫn cái vị trí hôm trước thôi, cho nên là trên đường đi em không chia sẻ nhiều. Ok, các bác có thấy cái đoạn đường này quen không? Vừa hôm trước em giao con K3 đi vào cái đoạn đường này đây. Đấy, sắp đến nhà bạn rồi đây. Đây. Tầm 100m nữa. Rồi. Nhà bạn này thì bạn ấy bán hàng siêu khủng. Ngày chạy đến 150 triệu tiền quảng cáo thì các bác và anh em là biết rồi đúng không? Đấy, kia con K3 kia. Đấy, còn cả chưa rút hồ sơ xong nữa cơ. Đấy. Đây thì cái này nó gửi về đây rồi, đang trên đường gửi ra rồi. Rồi cứ đứng đây vào đây, vào đây, vào cái trong kia cũng được đó. Ở trong này cũng chả còn có ai, mỗi mình xe của bạn thôi. Ô bây giờ đây con K3 đây, vừa hôm trước là tháo cái biển ra đây. Tháo cái biển ra để coi như là chuẩn bị rút hồ sơ đây. Đâu rồi? Làm gì đây? Vẫn còn một khuôn hàng à? Chốt chốt xa thế.
chốt chưa nhìn thấy rõ đã chốt rồi. Anh bảo rồi, anh mà còn trẻ và anh chưa có con kia là anh sẽ để con này anh đi, thật mà. Lấy chốt luôn. Lấy buổi trưa ăn cơm xong ấy là em lên cái em nhìn thấy bảo đúng mẹ mày con này. Chơi luôn. Rồi, kêu em mua chỉ để vợ em đi thì vợ em chắc chắn là tên là con này rồi. Ừ. Chốt luôn. Thể thao hai cửa mà. Em đây em ngó qua đi. Được, chốt đấy. Luôn thôi mày ngó. Về làm mấy cái thứ nữa, nhìn cái cửa nó to thế này mà. Tự để cho mẹ em đi ra. À đây à, ok. Đấy. Đấy con này là cái đít nó thiết đít nó thiết kế nhá. Cô đi đây cô ơi. Lần sau đi đâu có bảo con dâu đưa đi. Nhìn cái đít con này nó thiết kế rất là đẹp, nó không như con Cerato kia. Buổi đằng sau là gặp ghế lên thôi anh nhỉ? Đúng rồi, đấy, đấy. Nó gặp này là bước vào. Gạt lên cái này, chỗ này là bước vào này. Đấy, rất thoải mái. Nói chung là vợ chồng trẻ, mấy đứa trẻ con là đi con này quá hợp lý trong vòng 3-5 năm gì đấy. Em xem cái là đấy là tí nào. Vừa dán sáng hay sao? Chưa vừa ngồi ăn cơm. Bởi vì giờ em bận. Mắt tôi cũng là lên thế, cơm. Thế từ hôm anh quay cái video đó được khoảng thêm bao nhiêu đơn qua số điện thoại của em? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhưng mà có ai mua số lượng không? Zalo kết bạn kín luôn. Đấy, anh vừa trưa nay anh đắp cái chăn, anh vẫn đắp cái chăn này mà. Đây quay đóng. Đây. Vừa nhưng mà sao lại có cái chăn để ngoài trời này em? À lỗi là nó làm sao? Nó bị lỗi. Lỗi là lỗi gì chứ có thanh lý không? Thanh lý đâu, cái này lại mình lại xưởng lại nó lại xử lý lại. À rồi. Anh lại tưởng là cái này thanh lý đi, ví dụ như mấy chục chẳng hạn. Có mà đầy. À đây à, cũng lại đầy á? Cái này anh nói thật thì nhà dân ấy thì về cơ bản thì chứ cần anh thấy lỗi, anh có thấy lỗi gì đâu, em thử chỉ một cái lỗi gì đấy ra là anh có thấy đâu nhỉ? Lỗi á? Ừ. Ví dụ là lỗi đường chỉ này. Đây đường chỉ nó không nối vào nhau ấy đúng không? Chỉ hoặc là lỗi ở những cái góc đây này, đây. Tức là khi cái máy mà nó khớp lại hai cái bàn. Nhưng mà thế này đã phải trả lại rồi. Vâng. Thế này bán rẻ đi cho người ta. Đang bán 200 thì mình bán ví dụ như là 300-350 thôi. Bán làm gì? Cái này cho người ta trả thêm lấy. Ôi giời ơi, nói thế chứ cho đầy người lấy đó. Nhưng mà cái này trả về em có mất gì đâu anh. À thế á? Thế nhưng em bán em được tiền mà. Trả về sướng em. Nó đổi gì? Được đổi gì? Như này tội gì em bán chăn này. À được đổi à đúng không? Đây à, trong này là. Đây các anh em đóng hàng à? Đóng chân không rồi em. À đây à. Cái này là bao nhiêu này? 2, 4, 6 6 anh em đóng hàng liền. Cái này hôm trước anh bảo rồi, anh mua ở cái chợ sinh viên của sư phạm Thái Nguyên. Anh mua con này 450. 450 luôn. Nhưng hôm nọ anh chưa quảng cáo đệm nhé, có cả đệm. Đệm đâu, đệm gì? Đệm. Đây này. Anh ngó cái này. Đâu, cái này ở dưới giường ấy. Đâu, đây á. Đây này. Đâu anh ngó xem nào. Anh xem qua xem nào. Cái đấy em đang bán bao tiền? 135.000. Ôi giời. 135.000. Tức là mình giải dưới. À đây anh thấy rồi, anh biết mình rồi. Giải dưới giường. Đấy anh hiểu rồi. Giải cái này nó sẽ quấn vào cái đầu đệm mới đúng không? Đúng rồi. Đây quấn vào đầu đệm mới đúng không? Đệm hoặc giường. Ừ. Cái này nó thay ra giường hoặc cái đệm. Bình thường mình không có đệm mình giải lại thoải mái. Bán cho khách rồi chị chưa ship đúng không? Chưa ship. Là 135. 135.000. Bèo thế nhỉ? Đấy. Đây à. Nó ví dụ nó như này nó sẽ cùng một bộ nhá. À. Đấy, ví dụ chăn với đệm nó sẽ cùng bộ. À rồi. Thế là tổng có bao nhiêu? Có hơn 300 bọ đúng không? Cả ship là 365.000. Ôi giời. Đây cái chăn nó dày như thế này mà. Anh em nhìn này. Cơ bản là nhìn mọi người phải nhìn nó phải rất là từ cái chăn này. Chăn này nó gọi anh hỏi thật nhé. Bởi vì anh thấy nó cũng một số chỗ quảng cáo cái chăn giống này nó ghi là chăn lông cừu, những cái lông đâu phải lông cừu. Nó là lông cừu nhân tạo. À. Tức là nhá, cái này anh nhìn không nó giống cái lông cừu. Đúng rồi thì người ta gọi là chăn lông cừu đúng không? Giống như cái chăn ở trong nhà em này. À, rồi. Cái chăn nó có chữ vạn. À. Chữ vạn thì người ta gọi là chăn vạn. Chăn vạn, sao lại chăn vạn nó chả có nghĩa gì cả. Tức là cái chữ. Ôi giời, trên... khó to thế. Chữ ở trên đấy ấy. Đây. Cái chữ đây chăn em lấy cho anh này. Đâu? Ôi cái này dày thế. Đây, tức là cái chữ này này, nó là chữ vạn. À. Thì mình gọi là chăn chữ ôi, vạn. Thì, này, đây chăn này. Cái này mới ấm này. Mua ông cái. Ôi giời ơi. À, đây là chăn cao cấp này. À. Nhưng đấy. Mà chăn này nếu em bán online thì bán bao tiền cái? Chăn này bán 350.000. À. Ôi, mày ấm mà, đúng không? Ừ. Ồ cái chăn này đắp mới sướng này. Đấy.
còn kia là hàng phổ thông. Ở đây là hàng 350 một cái chăn ấm này mùa đông không sợ lạnh luôn nha. Chất nó là hàng nhập khẩu. Đi ra xem xe cộ nữa đi. Đây chăn này đây, cái chăn hôm trước em có review qua cho các bác đây. Đây những cái chăn như này. Đây. Chăn như này hôm trước em review có nhiều bác thì bảo là không quay kỹ, nhưng bây giờ trời đang sáng thì em quay kỹ cho các bác đây. Đây. Đấy, 199.000. 199.000, cực nhiều luôn. Gần như một kho rất là lớn. Rồi. Bây giờ lại phải bắt cái biển kia vào đây. Bắt cái biển này vào đây. Xe từ hôm đi về chắc toàn để ngoài cái sao ấy, bụi bặm không thèm rửa vì chưa ra tên. Đây. Đó. Thôi đi xem, mình xem viết cái giấy bán được. À cũng rút hồ sơ luôn gì hay là cứ để đi thôi. Biển này rút làm gì? À thế thôi thì viết giấy là xong rồi. Nào, sau này anh vẫn hỗ trợ rút. Hôm nào còn rút thì em cho. Ok, con này anh lại mua chính chủ luôn như này. Biết rõ cả nhà luôn như này. Cái xe kia biển ở trong thì vào dưới đây. Đây rất nhiều chằn, thôi rồi nhá. Bây giờ em phải ra đây để em bắt cái biển vào trên con kia đèn kia nữa. Đấy, đây biển đây. Ui trời ơi, cục kiểu gì ta? Rồi, đây em phải chuẩn bị sẵn này. Đấy, bắt biển vào. Các bác thông cảm nhá. Đấy, biển này là biển giả nhá. Biển thì biển thật nhưng mà nằm trên con xe khác. Đấy, nằm trên con xe khác để mà lái về. Đây. Rồi, để xem nào. Bây giờ phải bắt cái biển vào đây. Hôm nay là phải mang cả máy đi luôn em ạ. Sao em? Không cần. Cho nó dí vào đây luôn. Đấy. Đó, tí nữa, biển này không phải biển xe này đâu em ạ. Biển khác đấy. Vâng, biển xe này mai mới bóc. Anh mua hợp lý thôi, mua tầm 3. Nó vướng vào cái gì? Cho nó chắc em về nó rơi mất ở chết dở. Biển này là nó nằm trên một cái biển khác và cái biển khác đấy là anh đang đi rút hồ sơ. Rồi, ok, để cho ra phía đằng sau. Rồi, con này tắt đi ra nhé. Đấy, đi mua xe nhưng mà lại được tặng hai cái chăn cao cấp. Chăn này đang bán bao nhiêu nhỉ em? 350.000 một cái chăn cao cấp như thế này. Chăn này rất ấm, nhà em có một cái luôn. Đấy. Rồi. Nhưng mà con kia được cái là được cái bộ đèn sáng. Ôi đèn kia sáng kinh khủng luôn, cái độ đèn. Bộ đèn đấy của nó phải đến 30 đấy. Đèn hôm qua đi từ ấy về sáng quốc. Đèn có nghĩa là đi cao tốc tầm 120 là rất là hợp lý luôn. Nhưng con này là không được đâu. Phải anh lái, chú lái đây để con sẽ về sang bên kia. Em lái thôi. Đi cứ cái đường thẳng thôi mà đi này, xa nhà mà. Nhiều đồ như này hút thuốc thì không hút trong nhà nhá. Rồi anh cảm ơn em. À lại được bắt tay. Rồi. Cái tết lại bắt cái lưỡi nhá. Ok, khi nào mà cần mẹc hoặc nhờ anh check mà tiện ấy thì anh có thể giúp nhá. Vâng. Ok, thôi đi thôi em. Mẹc tôi xem kỹ đấy. Không, thôi để em nhờ anh. Để nó lỗi mấy cái bơm mấy cái thứ, bơm nước bơm mấy. Ôi giời, trên xe kia còn cái gì không ta? Hết rồi. Rồi. Tờ lấy rồi đúng không? Đúng rồi. Biển bắt rồi. Ok, thôi chào hai vợ chồng. Đi về đây. Hết xăng rồi này. Ra ngoài đổ thôi. Có mấy trăm để xe kia cầm chưa? Cầm rồi. Đây, xe lên cả một bộ màn 360 độ luôn nhá. Đấy, bộ này vừa lắp của bên em lắp khuyến mại là 10 triệu, còn giá gốc của nó là 11 triệu 360 độ này. Các anh nhìn này. Đấy, nhìn bao quát hết này. Đó. Cua kiểu gì nhỉ? Cua đít ra đây chứ. Rồi, công nhận con kia đẹp. Phải nói là
chất bạn. Vợ bạn ấy nhìn phát kết luôn. Đẹp. Nhìn cái kho này. Kho này nó là sâu tít trong kia. Toàn bộ là ấy hết là chăn hết. Mà bán thì cũng rất là rẻ, 200 nghìn. Đấy. Tặng, ôi, tặng ok. Chăn à? Về thôi, ừ, tặng 200. Mấy chăn này ấm lắm. Không, em thì không biết là em có đắp loại cao cấp hơn không biết, nhà anh chỉ đắp loại đấy ấm lắm. Rồi, có đi sang bên kia không? Có chứ, phải đi sang. Ok. Bây giờ em lại tiếp tục đi di chuyển đi sang chỗ nào đấy mà em quên mất rồi, cũng thuộc đất Bắc Giang. Đó là quên cái chỗ đấy. Là cái gì? Đại khái là sẽ gọi cho bác chủ sau xem con Kia K3 thuộc đời 2015 luôn nhá. Lấy con màu đen này đi mua con màu đấy là màu quang bảo màu bạc sao. Rồi ok, đi đã. Bây giờ thì bọn em di chuyển sang thị trấn Cao Thượng thuộc huyện Tân Yên. Từ đây sang đấy là 8 cây số nữa. Đấy, để mà xem một con Kia K3 cũng như thế này luôn, nhưng nó là bản số sàn các bác nhá. Đấy, khách thì đang gọi điện đến bán, thế cho nên là bọn em phải phi đến đó xem tình hình nó thế nào. Thời tiết thì ở bên ngoài thì bắt đầu nhá nhem tối rồi. Đấy, các bác nhìn này, đây bây giờ là 17:10 này, mà giờ miền Bắc thì chắc là tầm 17:30 là bắt đầu tối mò rồi đấy. Đấy. Giờ đi tiếp tục đi mua xe. Trên đường đi có khách gọi bán hay thật. 100m nữa, rẽ trái vào. Qua Bắc Giang thì là đất vải các bác ạ. Đây. Đất vải. Úi trời. Vải phải nói là ngút ngàn luôn. Xa tít một khơi cái toàn vải thôi. Đấy, xa xa kia là trên đồi kia cũng toàn vải kìa. Xung quanh hai bên đường này gần như là kín vải luôn. Người ta chả trồng cây gì khác hay sao. Ngoài những cây tự nhiên, xoan những cái thứ bình thường nữa, còn những cây để phát triển kinh tế toàn vải. Nhiều, nhiều. Đúng là đất vải. Điện thoại luôn này. Nhưng mà xe này ở chỗ này chắc không có chỗ để xe. Đấy, đâm đầu này, ông sinh nhan ở đâm đầu này. Đi con cá ba quen quá. Ok. Em xin phép quay phim tí nhá. Đâu anh? Điện phan và mê. Ui giời, có cái gì đâu. Gọi cho không cả. Em nhiều khi bận quá là điện thoại khách gọi nhỡ liên tục. Mà nhỡ cái có người gọi lại tiếp, người không mà. Vâng, đi vừa về. À đấy à. Đây nhà anh luôn à? Đây nhà luôn, nhà đây. Này. Nhà đây ở vị trí này đẹp quá. Đẹp. Ôi, cái gì đây, bán cả loa đấy à? Bán loa được. Thêm. Bán loa kéo, loa cũng có thứ này. Loa này hát chắc được đấy nhỉ? Loa kéo, đồng hồ. Đấy, nào. Xe anh ở đây, thế tối để xe ở đâu? Xe đằng sau rồi. À, có đường đằng sau tiếp à? Đằng sau rồi. Em có bỏ kính nào? Ở đâu? À đây à? Chất. À, rồi. Kính nào, cái này kính nữa à? Kính nữa. Đấy, điện thoại này, em buôn điện thoại một thời đây. Đấy rồi, đấy. Em buôn từ 2014. Loa đấy nó chưa đến 10 triệu. Chưa đến 10 triệu, cái loa này chất này. Loa kéo đây, gấp ở đoạn ở đây. Ừ. Nó khoảng... Ừ, kéo mà vừa có cái ấy được, cái này hát hò các thứ sướng này. Ừ. Mình... Nhưng mà đắt không anh? Bán lẻ bao tiền? Đấy, con xa đấy sao đâu có 9... Đâu, 9 triệu mấy à? 9 em, triệu. Em, 9 em triệu nếu mà phát em mình với em Cường mua đâu có được giảm giá không? Để khán giả trên kênh sang em mua cái. Giảm giá. Giảm giá sợ đúng được xe không. Cái đấy thì nó gặp bọn được. Vâng. Còn cái này là nó không gặp được đúng không anh? Đấy, cái này là để nghe. Cái đấy cái này không gặp, cái này chắc để nghe ở nhà đó phải không? Không, bán hết. À, mình không, bán. Ý anh là người ta mua về để nghe ở nhà đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cũng kéo được nhưng mà mình chơi cái hàng to khủng bán. Ít rồi bán. À. Kiểu ấy. Hôm trước em có mua một con bát 10. Nó ít tiền. Bán ra trong nghe được. Đẩy nó mày đi lại được. Đây, đây đi lại cái xe kiểu gì anh? Đó xe ở đằng sau. Anh đang xe đằng sau, nó có cái đường đây ngay đằng sau. Thế vẫn hơi sáng tí em ra ngó cái xe tí. Ừ, đây đi đi sau đây. Đi đằng sau được luôn à? À đây à. Đi đây. À đây à, thế đi ra đằng này. Rất nhiều điện thoại. Ở đối diện. Đối diện chợ Mộc luôn à? Ở đây đây. Sao cái nhà của anh này làm nhà, kiểu gì mà nhà, giữa này có cái cột này? Nhà đây á? Dạ? Nhà... Giữa mà không có cái cột này đẹp này. Hai ô, hai ô. À, hai ô à? Làm nào mà đổ lấy cái dầm?
Chợ Mộc là đông các bác. Ôi giời ơi, không ai có rét rồi, buổi tối lại lạnh. Ôi, đằng sau này có những lô đất khác nhau này. Đấy, ôi dồi, cũng đông lắm, đông nghịt luôn. Đấy. Màu trắng. Kia K3 màu trắng. Anh định đổi con gì ấy? Đổi Xpander. À đây à, Xpander đi cho nó thoải mái à? Chắc là nửa tháng. Trời có vẻ hơi tối rồi đấy. Mở ngó đi em. Ngó đi xong đấy. Bật cái cabo. Cũng còn đẹp đấy chứ nhỉ. Ôi giời. Bản 1.6 số sàn. Bản 1.6 số sàn đây. Có cruise control này. Cái vô lăng này thì cũng còn được. Tầm mười mấy vạn con này rồi ta. Con này anh mua từ mới hay mua lại anh? Mua lại. À đấy, mua lại từ năm bao nhiêu? Năm nay là 4 năm. Hơn chục vạn. 2018. Hơn chục vạn. Cuối 2018, à tháng... Kiểm tra. Mua lại bằng vạn mà. Vẫn để nguyên giấy tờ. Ok, cái màn hình hiển thị kia nó hơi bị lỗi một tí nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều. Màn hình này màn hình LED. Màn hình LED hơi bị lỗi. Ok. Cũng được. Bẻ tí tay ok, cần số thì ok. Trần. Trần đẹp. Chỗ này hơi bẩn tí. Ok, xe thì bọc áo ghế rồi. Đấy, bọc áo ghế rồi thì cần phải kiểm tra thêm này. Cái ghế này nó có xấu không? Cái ghế này thì có mất. Này, mình... Đây đúng không? Đâu chỗ này, mình ngồi bọn... thắt ra khổ ở đây thôi. Bọn K3 thì nó không tránh được cái này. Mỗi chỗ này thôi, vâng. Cái này là cái thắt ra mình cọ. Vâng, em trước đi con này em biết. Đấy, cái em có cái ra rồi. Em không ở lắm, đeo chìa khóa thì mặc cái áo trắng rồi. Cái áo trắng nó chảy. Em có định xóa cái áo trắng mà nó bẩn hết sạch. Không thể được. Đằng sau lại cũng được, ít người ngồi này. Ơ, à, nhưng gãy mất cái tay này rồi. Tay nó khóa mình, mấy ông ngồi sau nên mình khóa cửa ấy. Rồi, cái này lại phải... Cái này chưa mua bao giờ, không biết bao tiền. Mấy ông này là mấy ông say rượu thôi, mà cái tay đấy nó cũng dễ gãy lắm. Ừ, nó quặn ngay ra mình gãy. Khóa để cho phải mở. Vâng. Xe nó nguyên xì đấy, ố quần hiện đại. Bạn. Chắc lại gắn vào cái lò xo. đúng là anh em mình giống nhau, hỏng cái áo trắng. Em sáu cái áo trắng, cái nào cũng cái mặt đây, cái sau này. Ok, xem nào. Nó chỉ có là bẩn thôi, coi nhiều. Ừ. Được, đít, đít không sao. Không sao, xe nó còn người xì, xì cái xe máy mà bắt đầu. Kìa. Xe nguyên, xe nó đi đấy bằng đấy, đúng cây số, đúng đấy mình đi mà. Kìa. Kính mình đã xem. Lốp này mới thay 2021 à? Đâu nốt, mình mới thay hôm đi năm đấy. Thay cả đôi hay là thay một đôi? Đúng. À. Đôi trước nữa. Một bên thế này để đi sợ thôi này. À. Ok. Cabo zin nữa. Xem xe buổi tối này. Nó hơi khó xem. Ngày thì nó nhìn dễ hơn ấy. Ngày nó nhìn nó tổng thể. Tối thì đèn mới rõ. À, chính chiếc xe mình có học ông cứ bắt trước cái ông gì ở dưới Hà Nội này. Đi Tín nhỉ? Ông gì ấy? Nhất Tín á? Ông Đi Tín nhỉ ông ơi. Nắp dàn cò zin. Máy zin. Trước em đi con này 5 năm. Con này anh mới đi đâu về à? Vừa đi Bắc Giang về này. À, vừa Bắc Giang về. Để thế máy nó ấm. Vừa đi Bắc Giang cũng gọi điện lên chuẩn bị về đấy. Với về nhà thì lệ ok. Thân vỏ ok. Cửa không vấn đề gì.
đèn. Đó, mình kiểm tra điện đó. Đây, chân côn, chân phanh này thì là hợp lý ở mức hơn 10 vạn các bác nhá. Nó chỉ hơi mòn một tí góc này thôi. Đấy, anh em nhìn này, các bác nhìn nhá. Đấy. Anh xem. Rồi. Đã lên màn hình Android mà tắt đi màn 360. Đây cũng 360. Bộ 360. Bộ 360 này anh lắp đắt không? 11 vạn rưỡi à. Anh ơi. Bộ 360 này lắp đắt không? Hả? Chiều lắp 12 triệu. À đấy ạ. À. Được cái nó thích hợp hết luôn mà. Em chưa lắp cái này mà. Em chưa lắp con 360 này mà. Bây giờ bao tiền bộ rồi? Bây giờ có bộ nó chỉ có 7 triệu rưỡi. Những cái bộ đắt này. Bộ đắt thì nó trung bình nó vẫn trên dưới 10 triệu. Vâng. Thử kính như là thứ. Nào, tối quá các bạn, cái khả năng hơi khó nhìn nhá, anh em thông cảm. Ok. Ok. Rồi. Tất cả mọi thứ ok. Rồi ok nhá. Tối quá. Rồi, kiểm tra thêm về cái vấn đề ngập nước, ngập nước các thứ. Hơi khó nhìn nhé các bác nhé. Buổi tối mà. Đấy, đây cái cây bản cầu trì nó đẹp như thế này, mà vẫn còn nguyên sơn đánh dấu tích kìa. Đấy. Ngập nước không vấn đề gì, máy zin không sợ thủy kích, đâm đụng không. Đang vào việc. Về kiếm 10-15 triệu rồi đi. Em vừa rồi đấy, em cái con em vừa mua hôm qua, con keo vàng ấy. Coi như là khách này mua lại của em, đang ra tên khách rồi. Đang ra tên nhưng mà chưa kịp bấm biển thôi. Khách bảo con này về cầm đổi cho em, trừ bao nhiêu trừ. Không cần thiết tiền. Đó, anh xem cái con của em lấy ở trên Lạng Sơn về, cái con xe ô tô mà bản thấp nhất là chỉ màu trắng ở trên Lạng Sơn đấy. Mình bảo hôm sau gọi điện để chốt thì thấy là bán bố mà rồi. Con này con số tự động. Con số tự động mà đi được đấy. Con đấy em mua 34. Cũng bán cho ông Linh sao? Con đấy em mua 34. À, bên mua không? Sao bố trước không phải em? Không, đây là của chú viết trên đây. Đây chỉ là giấy viết tay đúng không? Đây là viết tay thôi chứ bạn bè tôi như này à. Điện thoại của bác bao nhiêu nhỉ? 0916. Cái này thì về cơ bản thì là còn rất nhiều những cái đồ để mà anh em có thể mua ở cái quầy cái quán như này. Đấy, bởi vì là ở giữa khu vực trung tâm mà bán rất nhiều thứ. Đây là những cái loa nhỏ để hát karaoke này. Kính này, ơi có cả kính này, có cái kính nào hợp với mình này. Nhưng mà em nói thật, cái kính này bán cái lãi này. Anh ơi, trong này là cái hàng đắt hơn này đúng không? Thì chị nói thế, nếu mà chị tính phần trăm mà xem cái kính nó, em mà cứ mua cái ô tô mà tính tỷ lệ phần trăm lãi được như cái kính ấy thì em nhanh giàu lắm. Các cái điện thoại là chiếc điện thoại. Vâng. Bây giờ điện thoại xưa nó một anh làm đâu được mà nó bị chị. Việc làm thế thôi. Vâng, ok. Tóm lại là không có gì không gọi nhà. Còn cái gì? Xem đây, đây, ngoài xem. Còn cái gì sau kính. Thế đây này, đây anh lấy cái sạc điện thoại trên xe đó. Xong lấy đưa cho anh, để anh lại đây anh chạy. Đúng. Cất ngay. Cất cái gì? Xem có quỹ đen quỹ đỏ thì cất đi, chị bảo thế. Đâu. Ở đây đứng xe đã. Em về luôn ơi. Vâng, chào anh nhá. Rồi khởi hành về nào các bác ơi. Rồi vào đây em lấy cái sạc điện thoại đã. Không quên cái sạc điện thoại, tí điện thoại sập nguồn mất. Ok. Lấy sạc điện thoại em mình cũng đang dơ kìa.